Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ nguồn thủy lực mini. Bộ nguồn thủy lực này có các kích thước là khi thu gọn là 45 cm và khi đẩy ra là 65 cm. Cái bộ nguồn này nó sử dụng nguồn 48 hoặc 60V. Thì các bạn lưu ý là các bạn sử dụng cái này rất phù hợp đối với những cái dòng xe điện mini. Xe thùng xúc lật cỡ nhỏ, tải trọng lâng hạ của cái bộ nguồn này thì nó khoảng 3 đến 400 kg, tùy theo cái vị trí đặt cái ben này, và hành trình của nó thì chỉ có 200 mm thôi. Đây, đấy, khi nó đẩy ra đến nơi thì mình phải tự dừng lại chứ nó không có tự ngắt hoặc là có van an toàn gì cả. Bộ nguồn này thì nó ăn dòng rất là nhỏ và nó chỉ sử dụng một cái công tắc cỡ nhỏ này để điều khiển đảo chiều thôi. Đây là bộ nguồn cũng được coi như là bộ nguồn hai chiều. Đấy. Động cơ của nó là động cơ sử dụng điện áp là 60V. Đây, thông số động cơ đây, 60V, 0,5 kW, 0,5 kW các bạn nhé. Đấy, đây là cái bình dầu của nó này, rất là liền. Đây, nó bắt liền cái khối bơm này vào luôn trong một cái cây này thôi, có chốt cả hai đầu này luôn. Đây, chốt này bắt lên thùng này, và chốt bên này bắt lên thùng này. Còn đây là bộ điều khiển này, nó rất là dễ thao tác thôi. Đấy. Đây là cái đầu ra này. Cái đường kính của cái cây ben này là 60 này. Đường kính của cái ti đẩy này là 30 này. Thu vào này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những thông báo khi có video mới đăng. Số điện thoại của mình là 0983818955 và em tên là Nam Xe Điện. Em tên là Nam ở Thái Bình nhé các bạn nhé. Đấy.